Chào tất cả các bác nhé, lại là em Thành Auto đây. Hôm nay thì em Thành Auto xin giới thiệu đến các bác một thương hiệu Chevrolet, một chiếc Cruise sản xuất năm 2016, sử dụng một chiếc Cruise LT 2016, sử dụng hộp số sàn, đang có mặt tại showroom của em Thành Auto. Thì em sẽ đứng ra một cái góc toàn cảnh để cho các bác nhìn ngang cái thân xe một lần. Đấy, một chiếc Cruise 2016, bản số sàn và trang bị hệ thống phanh ABS 4 bánh. Đấy, màu vàng cát. Đây, một cái góc check ở cái phần đuôi xe. Toàn cảnh ở cái góc check một cái phần đuôi xe thì các bác có thể thấy hông sườn xe bên ghế tài. Đấy, các bác nhìn nhá. Nó tạo thành một cái mặt phẳng, nó không có dấu hiệu lồi lõm các cái đường gân dập nổi chạy dọc cái thân xe. Nó tạo thành một cái đường thẳng như thế này thì các bác hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe, là không có chuyện đâm đụng hay tai nạn ở cái phần hông sườn xe bên ghế phụ được, bên ghế tài được. Đấy, em đứng một cái góc toàn cảnh để cho các bác nhìn cái hông sườn xe bên ghế phụ và tổng quan cái cụm đèn hậu bên ghế phụ nhá. Đấy, các bác có thể thấy là nó tạo thành một cái mặt phẳng tuyệt đối như thế này. Đấy, thì làm sao có cái chuyện đâm đụng hay tai nạn ở cái phần hông sườn xe bên ghế phụ được, đúng không các bác? Cái cụm đèn hậu hai bên nó đỏ tươi, nó tươi rói như thế này. Đấy, các cái khớp nối này nó khít đến nỗi mà có thể nói là con kiến cũng không thể chui vào được. Đấy, con kiến mà chui vào đây được thì cũng là con kiến là kiện củ khoai thôi các bác nhé. Đây, bốn cái cảm biến lùi ở phía đằng sau đã được tích hợp, và đi kèm với nó thì là cái ba đợt sốc hay là cái cản phía đằng sau, nhìn nó còn rất là mượt mà, không có dấu hiệu chảy xước. Hệ thống sắt xi gầm bệ sáng loáng các bác nhé, hệ thống sắt xi gầm bệ sáng loáng này. Đấy, cái lắp ống xả nhé còn rất là sáng này, đến cái ống xả còn sáng như thế này thì sắt xi không thể chê vào đâu được các bác nhé. Đây, cái cụm đèn hậu bên ghế tài đây, bác nhìn nhé, nó khớp khít, nó chuẩn chỉ, nó sáng loáng như thế này. Rồi, đi lên cái phần đầu xe nhỉ. Hôm nay thì em hơi ngược các bác một chút, là em đi từ cái phần giữa thân xe rồi nó đi lên cái phần đầu xe. Đấy, bác nhìn nhé, tổng quan cái phần đầu xe này, thiết kế của ông Chevrolet nó có cái gì đấy, nó tương đối là mềm mại nhỉ. Mềm mại nhưng mà nó lại có những cái điểm nhấn góc cạnh, nó tạo lên một chiếc xe tổng thể nó rất là trẻ trung. Cái cụm đèn pha hai bên được bọc thêm những cái thanh mạ chrome ở viền xung quanh, giúp bảo vệ cho cái cụm đèn pha nó được sáng loáng trong suốt như thế này. Sử dụng sau 4 năm sử dụng mà cái cụm đèn pha nó gần như là mới bác nhá, chưa có dấu hiệu rạn nứt hay là chảy xước gì cả. Đây, từ những cái cặp đèn sương mù cũng vậy. Đấy, ba đợt sốc cản phía đằng trước các bác cũng có thể nhìn thấy đây, trực quan qua cái cách quay của em. Đấy, không có một dấu hiệu chảy xước gì cả. Đấy, bề mặt ga lăng nhìn thiết kế nó được mạ thêm những cái thanh chrome nên nhìn nó khá là tươi tắn và có những cái điểm nhấn tương đối là đẹp. Các bác nhìn nhỉ, đấy, cái cụm đèn pha bên ghế phụ đây nó phẳng phiu mà nó không có một cái dấu hiệu chảy xước, không có một vết xước răm nào. Đấy, đủ để chứng minh về cái sức mạnh và vẻ đẹp của chiếc xe này. Xi nhan đã được tích hợp trên chiếc gương của cái chiếc Cruise MT 2016 này. Vâng, nào bây giờ thì ngắm nghía ngoài ngoại thất chán rồi, chúng ta sẽ cùng bước vào bên trong nội thất để xem chiếc xe này đẹp như thế nào nhá. Nào, đầu tiên là từ cái phần keo chỉ thì ở đây nó đã có thêm cái mút cao siêu xù ở đây nên các bác không thể nhìn rõ được. Đây, em soi như thế này thì các bác sẽ nhìn rõ này, keo chỉ nguyên zin nguyên bản theo xe này. Đấy, táp ly cửa còn tương đối là mới, tương đối là đẹp nha. Các cái hệ thống nút chỉnh điện đánh dấu của nhà sản xuất nó còn nguyên, nó không bị bật màu.
Đấy, chỉnh gương này, chỉnh gương, gương chỉnh điện luôn. Đấy, đây là hệ thống bên trong cái khoang ghế lái của các bác. Tổng quan nhìn một form dáng xung quanh cái khoang ghế lái các bác nhé. Đấy, chiếc xe thì đã được chủ xe rất là cẩn thận bọc thêm cái hệ thống gọi là áo cho cái da ghế. Các bác nhìn da ghế nhá, nhìn nó rất là mới này. Nhưng cái chỗ này nó hơi bị xước một chút thôi, chắc đây là bị kèo vào đâu. Kèo vào đâu thì nó mới như thế này. Đấy, chắc chìa khóa là các bác hay dắt ở cái chỗ túi quần. Đây nó bị kèo vào, nó mới bị rách như vậy. Chứ còn các bác nhìn cái táp lô nhá, nó còn sạch sẽ, nó đẹp đẽ, nó mới mẻ như thế này. Đấy, trần thì nó được bọc trần da 3D rất là đẹp. Đấy, hệ thống đèn LED bên trong xanh trắng luôn. Tích hợp camera hành trình đầy đủ nhá. Đấy, xe thì chưa được trang bị cái màn hình ở chỗ này thôi. Tuy nhiên thì nó đã được trang bị một cái màn hình ở trên cái ở ngay trên cái gương này rồi. Đây, cái màn hình để theo dõi lùi hay tiến đây nhá. Rồi, trên xe thì đã được tích hợp một tá các cái tổ hợp mà bàn phím giúp các bác điều khiển chiếc xe dễ dàng hơn. Đấy, em này thì trên vô lăng cũng đã được tích hợp một số các cái menu bàn phím để các bác điều khiển chiếc xe dễ dàng hơn. Tăng giảm âm lượng này, chuyển bài này và tắt giảm âm lượng. Cái góc 9 giờ và cái góc 3 giờ ở trên vô lăng nó chưa bị bóng và nó vẫn còn rất là đẹp. Rất là sần sùi các bác nhá. Đấy. Chờ em chút, em bật cái lắp cabo một chút nữa thì em sẽ cho các bác xem chất lượng chiếc máy, động cơ của chiếc xe này. Đấy, đây là cái cánh cửa hàng ghế thứ hai, keo chỉ còn rất là luột là. Xe thì chúng em chưa vệ sinh gì cả, nhưng mà nó đã còn đẹp như thế này rồi. Đấy, da ghế nguyên zin, nguyên zin theo xe, nguyên zin nhá. Bên trong nội thất rất là đẹp nhỉ. Nhìn lên cái táp lô trung tâm của chiếc xe. Đấy, nội thất em đánh giá là phải đạt được khoảng 85%. Nào, bây giờ em cùng các bác đi qua xem cái động cơ, ngó qua cái chất lượng trái tim của chiếc xe, xem nó như thế nào. Từ con ốc, lắp cabo còn nguyên zin. Đây, lắp ốc, lắp cabo bên này đây, nguyên zin như thế này. Thì làm gì có chuyện là cái lắp cabo bị tháo ra hay là bị đâm đụng chùn lắp cabo được, đúng không các bác? Đấy, máy móc này. Các bác nhìn nhé. Bô rong, ốc còn nguyên zin đến từng con ốc. Đấy, nguyên zin đến từng con ốc, em quay rất là chi tiết, rất là kỹ cho các bác xem. Đấy, nói chung là về ngoại thất, nội thất cũng như động cơ của chiếc xe Chevrolet Cruze sản xuất năm 2016 bản LT số sàn đang có mặt tại showroom của anh Thành Auto thì rất là chất. Các bác nào hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay cho anh Thành Auto theo cái số 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn hoàn toàn miễn phí, dưới hình ảnh kèm video báo giá đầy đủ cho các bác thông qua Zalo. Thì em xe này em cũng xin báo giá luôn là 360 triệu đồng, 360 triệu đồng cho chiếc Cruze MT 2016 bản LT này. Đấy. Vâng, thì em sẽ có cái giá tốt nhất để cho các bác có thể sở hữu chiếc xe này khi mà các bác gọi cho em qua cái số điện thoại em ghi trên màn hình trên cái video này. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết các bác hãy cứ nhấc máy lên liên hệ với em. Và xe này em cam kết là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, bằng văn bản giấy tờ cho các bác đầy đủ. Những chiếc xe tại em Thành Auto là những chiếc xe đạt chuẩn, các bác có thể đem đi test hãng, bao test hãng thoải mái các bác nhé. Và xe có chính sách bảo hành hỗ trợ cho các bác trong vòng 1 năm. Đấy, nếu như các bác xem xe mà nó không đúng cam kết với lại của chúng em thì các bác có thể đem xe lại hoàn trả lại chúng em trong vòng 10 ngày, chúng em sẽ nhận lại xe và các bác nhận lại tiền. Vâng, thì đến đây thì cái clip của chúng em cũng xin phép được tạm dừng tại đây. Cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi, ủng hộ kênh của em Thành Auto trong suốt quãng thời gian qua.
Đừng quên đăng ký kênh và nhấp vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được những thông báo mới nhất khi mà em Thành Auto ra những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn.